Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Saba TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ Huyền các bạn ạ. Saba TV lại thế này à? Vâng. Con này bao tiền hả chị? 200 một cân. 200 rẻ nhờ. 100 một cân đấy à? Thế hôm nay rẻ đấy. Bình có chứ, bình thường là 140-150 đấy nhỉ. Nhỉ này chợ không có ấy, nay là vâng, chợ phiên là ngày dịch, đâm ra là chỉ họp một chút thôi. Đây là phía khu ngoài cổng này, chỗ này thì vẫn bán rất nhiều những loại như phong lan. Ui này nhiều này, thế chắc là hôm nay là rẻ đấy nhỉ. Anh ơi, cây này bán như nào đấy? À, làm gì có ai mua đâu, bán rẻ đấy thì mua. Bao nhiêu mua được? Hả? Bao nhiêu mua được? Cây này á? 500. À, đây 500 à. À, đây này, đây bắt đầu họ mới đang mang ra này. À, hôm nay mình tha hồ mua lan anh em ạ. Nay mình sẽ phải kiếm được hàng để trở về mới được. Đây là chỗ này là bán gỗ. Còn đây là cây hồng cổ. À, cái này là gỗ gì đây anh? Hả? Tháo à? Có cây củ hương nào không? Không có. Đây là cái gì đây? Đây là kháo. Cũng vẫn kháo hết à? Vâng, kháo hết. À, đây toàn bộ kháo hết. Vâng. Cái này có vẻ đẹp nhỉ? Mấy cái này là tự nhiên thôi đúng không? Về, về mình chơi theo kiểu lúa. Nó giá trị nó không cao mấy nhỉ? Đinh hay là lim hay rổi hay là mấy cái gỗ kia thì nó mua miếng còn mặn tiền hơn. Cái rau hoa này hoa gì đấy chị? Hả? Đun nước uống á, nhưng mà nó là hoa loại gì đấy? Ô, sao nó lạnh ấy nhỉ? Không thủ lạnh ra à? Còn nó gọi là hoa gì anh? À, đun nước uống à? Này là cái này là thuốc bóp đúng không? Chipo à? Chipo à? À, bên này là cái. Cái này là giảo cổ lam đây đúng không? Này. Cái này phải giảo cổ lam không ạ? Vâng. Này là mấy cánh đây? 5 cánh à? Này là 5 con giảo cổ lam, 5 cánh. Vâng. Chào các cô nhá. À ui, đây có bọ xít này. Đấy, bỏ xịt. Chua ở đây cái gì cũng bán được hết rồi mà. Có cái gì? Cái này là sâm gì đấy? Cái này gọi là sâm gì ạ? Chị bơ à? Chị bơ à? Ăn à? Đây là cây thắng cố nha anh em nhé. Anh em mua để mua thắng cố về. Là cua gì đấy? Đây là cua đá anh. Cua đá à? Bao tiền một cân đấy? 100.000 cân nhá. Cái này ăn kiểu gì nhỉ? Luộc, rang. Luộc lên à? Luộc không được, rang được. Nhưng mà nó có thịt không? Có chứ, càng to. Hả? Đây là canh cua ngọt lắm à? Ngọt. Ngọt lắm à? Thế thì mày lấy hết cho anh chỗ này đi. Cái này còn nữa. Trong kia vẫn còn nữa? Ờ, 2 cân mấy mà. Thế à? Đâu bỏ ra xem nào. Này mấy khi mà kiếm được ít mùi ngon, cái đồng hồ đẹp thế nhỉ? Cái này 2 cân 3 rồi, tất cả ấy. Cua bán nào ạ? Cua 10.000 ạ, 10.000 một lạng.
10.000 một lạng. Sao mày cho cái lá gì vào đây này? Cái này là lá xanh thôi, cho nó bơi bơi đỡ phải nó cắn nhau ấy. 15.000 được không? 15.000 thôi. Rồi mày cho hết vào bao cho anh hết đi, lấy hết. Lấy hết à? Ừ. Không, mày cho cả cái này vào bao cho nó đỡ cắn nhau chứ, cho vào bao kìa. Ờ, nhưng mà cân cho anh xem, nhưng mà anh tiến lại 2 cân 3. Thôi, tin nhau hết. Vâng. Anh em với nhau mà, ai lừa nhau. Mua hết con ạ, à, về làm một bữa cua cho nó. Đây. Ăn cho nó sướng mồm. Nào, banh cái lỗ ra cho hộ cái, anh em. Ở đây cua đá là anh em đi lấy nó cũng vất vả đấy. Cái loại này không không. Cái này ban đêm đi bắt đấy. Ban đêm đi bắt. Ơ kìa, mày ném ra ngoài rồi kìa. Thả nó chuẩn vào. Đổ hết vào, banh cái lỗ ra. Này. À, đấy. Này. 2 cân 3 mày buộc vào cẩn thận vào cho anh cái, để đây cho tí anh ra anh lấy. Này đi xem có thêm thú rừng thú rước gì nữa không? À, chợ dạo này là dịch giã, đâm ra khách du lịch ít đến các bạn ạ. Thì hy vọng là sẽ kiếm được nhiều những cái mồi ngon. Chứ bình thường ở đây khách du lịch đến là những loại này chắc không còn đâu á. Ở bên này mình thấy là cũng có khá là nhiều ốc ngon này. Ừ. Ốc này cũng ngon đấy. Hả? Mua. Bao tiền một cân? 45.000 à? À, cái khu vực bên này thì mình quan sát thấy là ủa, đây có nhiều cái củ hà thú ô đúng không chú? Phải hà thú ô không? À. Hà thủ ô, muốn cho xanh tóc đỏ da thì đến uống hà thủ ô. Thế chú có một ít cái củ gì đây? Tắc. À đương quy à? À đây là đương quy này. À, đây là cái mật ong. Nha, mật ong. Đây này là mật ong rừng đấy. À, đây là củ gì đấy ạ? À? Dương à? À. Đấy. Vâng. Cái này là gì đây? Mật ong mà chú? Cho xem nào. À, cái này ong mật này. Còn mình vẫn đang phải chờ một chút để phục ít phong lan các bạn ạ. Đây là phong lan rừng. Phía bên này là, này là ba kích rồi em. Đây là ba kích này. Ba kích là cái này là cái ngó, ngó khoai. Anh cảm ơn nha. Đấy. Đây à. Đây có em bé bán dưa xinh chưa? Chào em bé nha. Em bé đang bán dưa à? Cười. Em bé người Mông mà giúp bố mẹ bán dưa. Cái khu vực à, cái chợ ẩm thực thì họ không cho họp, còn chợ rau dưa này thì à, mọi người vẫn họp bình thường. Nghĩa là mọi người ra chợ một chút mua đồ sau đó thì về. Ở đây là cái rau rau chín nhá. Em quay nhờ một chút. Này là rau rau này là rau rau rút này. Hay còn gọi là rau rau thối đúng không chị nhỉ? Vâng. Cái này là bao tiền mớ ạ? 5.000 ạ. 5.000 mớ. Bên này là hoa đu đủ này. Đấy. Hoa đu đủ được. Hoa đu đủ này chữa cái gì chị nhỉ? Chị biết hoa đu đủ thôi bán thôi đúng không? Bên này là chuối chuối rừng. Nói chung là chuối này phải phải phơi. Chuối hột đấy. Đây. Chào các bà nha. Đây các bà đang bán chuối này. Rồi cái này là cái bi chuối này. Đấy. Ui. Đằng kia cá to thế. Khu vực kia là bán cá suối. Cá. Cá sông, cá suối. Con này cá nheo hả chị? Cá nheo à? Nheo sông.
bên này ui mộc nhĩ, đây là mộc nhĩ này, chào chị nha. Cái này rau gì đây? Chè dây à? À rau chè dây, đây cũng là mộc nhĩ. Chi bâu ấy, chi bâu à? Ở bên này là khu vực bán cá. Đấy, ở đây là nó có cái sông gọi là sông sông chảy, đâm ra là cũng khá nhiều có loại cá sông, cá suối ở khu vực này. Đây là cá sông đấy anh nhỉ? Vâng. Đây là nấm linh chi à anh? Nấm gì đây? Đúng rồi, đây nấm linh chi. Đấy, nấm này là đun nước uống này hoặc là ngâm rượu. Đây rất nhiều luôn. Có rất nhiều anh em cứ bảo mua, nhưng lúc mình gặp thì lại chả nhớ số điện thoại của anh em nữa. Ok. Bên này là lạc đỗ. Có vẻ như cảm thấy ra chợ nó rất là ảm đạm, mọi người cũng buồn. Đây là cái sâm. Chào cô nhá. Đây là sâm gì nhỉ? Sâm cao đúng không cô? Sâm cao. Vâng. Chè dây này. À đây này sâm cao. Chào cảm ơn. Đấy, mấy em bé đi cùng bà. Chào cô nhá. Ở đây là bán quả cà dại. Chào chị. Dạ. Tí nữa xong cà phê nhé, bác Điền. Dưa bao nhiêu? Đây là cái 7.000. Chai cào cào để người ta bán cho chim. À, cái này là lê đầu vụ đây. Lê tay nung. Lê này của ai đấy ạ? Bao tiền em? 15.000 à? Đây là lê tay nung. Tên này cũng khá là ngon. Ok, lát nữa xây ra mua để tủ ăn dần các bạn ạ. Lê đầu vụ ạ. Lê sạch của bà con. Rồi, tí ra anh mua nhá. Giờ mà đang cầm máy, không thể cầm được cái gì, giống như kiểu mua cua thôi mà. Lại phải gửi lại đây thôi. Đây là khu vực rau củ quả. Này sung là chuối. Bên này là bán các loại cà chua rồi cà chua bi, ớt, gừng, hoa đu đủ. Đấy. À chị nhá. Hoa đu đủ, vâng. Vâng. Hoa đu đủ, dạ, cho cảm ơn. Chị rúa. chị rúa. Ủa ôi, mận to thế. Chào cô nhá. Này, đây là mận Bắc Hà. Đấy. Mận này là bao tiền cân đấy ạ? 10.000 à? Đấy, 10.000 cân. À, nếu mà đầu vụ trước mình mua 7-8.000 cân cơ. Bây giờ và chuẩn bị vào vụ rồi nên là cũng khá là rẻ. Thị trường mà vải có vẻ là rất là đông. Đang là mùa vải mà ở trên xứ lạnh thì bà con này không chở được vải. À, cái khu vực này là bán bà kích các bạn ạ. Bà kích để anh em phục vụ cho anh em về ngâm rượu. À, người cổ thức luôn. Chung là rất nhiều bà kích. Ông nào mà yếu sinh lý thì có thể lấy. Nhiều anh em cứ bảo gửi bà kích nhưng mà nói luôn là anh em thích gửi thì vẫn gửi cho anh em. Nhưng mà anh em nên lấy cái bà kích khô ấy. Bởi vì cái bà kích tươi này về đấy nó hay bị hao. Đây là khu vực tương ớt. Chào ông nhá. Còn khu vực phía trong này là bán tam thất này. Đây là khu vực chuyên bán các loại tam thất, nụ hoa tam thất tươi. À, hiện tại thì mình đang ở đứng ở phía ngoài chỗ cái khu vực mà
chợ mận các bạn ạ. Ở trên này thì khu vực bán mận này sẽ riêng. Ở đây rất là nổi tiếng với các loại mận tam hoa. Cho con chào bà nhá. Cho con quay nhờ một chút bà nhá. Cứ thoải mái à. Đấy, đây là mận tam hoa chuẩn luôn này. Ở đây là những cái quả mà các bà đã chọn ra khá là to. Ngố. À, mận gọi là ngố à bà? Ngố. Nó to thì gọi là mận ngố. Mận ngố. À. Các con cứ quay thoải mái đi. Không vấn đề gì. Quảng cáo hàng mận cho bác Hà đúng không? Đúng rồi. À, bên này là cô giáo. Úi rồi sao cô giáo lại để tờ 500 nghìn thế này? Bác Hồ dẫn đường bác. À, để đây để lấy lộc lá đúng không? Bác Hồ dẫn đường. Đấy, cô giáo này. Đấy, kinh quá, tay này còn xăm chỗ này nữa. Đấy. Qua nhìn thấy hình xăm quen quen không? Cô giáo lương thấp bây giờ ra đây bán mận hết rồi. Mận này bao tiền một yến này cô giáo? À, mận này nhiều giá lắm ạ. À, thế 20, 30, 40, 50, và à. Ngố là 60 ạ. À, nói chung là nó tùy kích thước đúng không? Càng to thì giá nó càng cao. Ok, anh cảm ơn nhé, bán đắt hàng nhé. Đây, rất là nhiều luôn. Nói chung là đang thời điểm này nó là giá rổ nó đều khác nhau. Với lại là mỗi một hàng thì nó là một giá riêng. Nên là anh em có dịp mà lên trên này thì mua. Bây giờ là vẫn chưa phải là chính vụ đâu các bạn nhé. Vẫn là đang là đầu vụ đấy. Khoảng tuần nữa thì sẽ rất là nhiều luôn. Tuần sau mình sẽ vào một cái vườn nào đó và mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Đấy, mà mời vào ăn thử kìa. Không biết là ăn thử mận hay là ăn thử em nữa. Cứ bảo ăn thử đi. Ở đây là toàn là các bà con. Ở đây là mỗi một nhà là có vặt được một hai làn họ mang ra. Và ở đây họ bán thường bán theo làn, họ không bán theo kiểu chọn đâu các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể là chọn được nhưng mà với một cái giá khác, một cái giá là cao hơn. Còn nếu mà không thì là chào em nhé. Còn nếu không thì họ thường hay bán theo nguyên một combo, một làn hay là một chậu, một rổ. Nếu mà chú muốn ở lại rượu nhá. Từ từ nhá. Vâng. Nói chung là mất công lên đây mua thì các bạn nên mua những quả mận mà nó to thì nó đẹp về làm quà. Còn tí em về rồi, còn về đó em. Hả? Vâng, nhiều mận quá. Tắt cả đường vì mận luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn có biết là tại sao người ta gọi là cao nguyên trắng Bắc Hà không? Người ta gọi là cao nguyên trắng Bắc Hà có nghĩa là ở trên này là xứ sở của mận luôn các bạn ạ. Mận tam hoa, mận hậu rồi nó có rất nhiều những cái loại mận khác nhau. À, rất nhiều những bà con bán mận ở đây. chào em. Mình hứa với các bạn là để tuần sau khi mà nó rộ vào cái chính vụ mận này thì mình sẽ đi đến một cái vườn của bà con ở trên này, sau đó mình quay và chia sẻ với các bạn. hôm nay thì nó cũng muộn rồi. Ok. Giờ mình sẽ đưa anh em đi vào khu vực chợ trâu, chợ chó nha. Let's go. Đây có một cái ẻm lợn này, khá là già luôn này.
Ừ. Con này nhìn cứ như kiểu lợn rừng ấy anh em ạ. Xem con này là lợn. À con này là lợn lợn đực anh em ạ. Chắc là người ta cho đi kiểu để phối giống đúng không? Đúng. Mang đi phối giống à? À thế cái con lợn này ngày nó chỉ phối một phát rồi à? Ừ. Mỗi lần phối là mấy sọi, mấy chục? 200 thôi. À 200 cơ à? Thế là mặn đấy nhỉ. À, chính tỏ nuôi con này được việc hết đấy chứ đúng không? 200 cũng được rồi. 200 là được rồi. À thế là cái này là giống lợn đen đúng không? Một tí được 200 người đâu. Lợn này nó là lai lợn rừng. Đây là mấy con bọ xít đen. Em bé đi chợ cùng bố ngủ luôn trên lưng. Đây là khu vực chợ chim. Bán chim, bán gà, các loại chim cảnh, gà cảnh. Để xem có con mi mộc nó. À. Chòe à. Không có chim gì mới mấy. Mi. Mi có. Mi rồi kia. À. Kiếm con mi về cho nó hot. À, ở đây là mình đã phát hiện ra hiếm hoi có một quán gọi là bán gà rồi. Gà đen. Cái này là bán mang về à? Ừ, bán hay là mang về thôi em. À, ở đây bây giờ họ chỉ bán có mang về thôi các bạn ạ. Quả trễ này nóng hổi này. Thì ngon không? Nhưng hôm nay quyết tâm là sẽ đi kiếm cái gì đó. Phở chua đi. Ui anh em ơi. Kiếm mãi mới được quán. Nói chung là ở đây họ cũng không cho ngồi đâu. Mình ăn nhanh rồi phắn thôi. Chắc là kiểu đây. Đây cái phở trộn đây này. Ngon lắm. Phở đây là có thịt thịt xá xíu này. Rồi dưa chua này. Rồi nước dùng phở này. Đấy, đây là món phở trộn. Có dưa chua, ngon lắm. Lâu lắm mà mình không ăn. Mà cái đặc biệt cái mình rất thích cái sợi phở ở đây bởi vì là cái phở ở đây nó là cái phở mà bà con kiểu tự tráng ấy. Đấy. Rồi nước giấm nữa, một chút giấm nữa, một chút tậu xị nữa. Đấy. Mời các bạn nhé. Mình quên mất là ở đây họ chưa cho gia vị. Ở đây gia vị mình phải tự cho các bạn nhé. Còn một chút nước mắm à. Rồi tương ớt. Tương ớt này nhà Hải có bán anh em nhé. 50.000 một chai. Hả? Đâu? À. Em gái bán mận. Trước hay bán phở ở trên chợ Bắc Hà. Hôm nay chuyển buôn mận. Cho mình mấy quả mận ngon chưa? À của nhà em à? Cái nhà lá vườn đúng không? Đấy anh em nhìn chưa? Mận em to phết nhỉ? Mận. Ờ anh cảm ơn. À. Mận to đấy. Cái này nó hơi chua chua. Đúng rồi. Các bạn nhá kỹ ấy, nhớ thấy cái vị bùi của lạc, vị thơm của vị dưa, nói chung là nó chua chua là dễ ăn. Ở trên này cái món phở chua là một cái món nổi tiếng ở đây. Mình ăn nhanh thôi bởi vì ở đây
họ không cho ngồi lâu đâu. À, chắc là mình để mình cho ngồi thôi. Phở chua nó là một dạng kiểu phở trộn, nên là thì xóa xíu quá, hơi khó nhai. Ngon. Chung kết lại là vẫn cần phải còn phải có chân giò anh em ạ, có chân giò mới thành được. Này hơi khó nhai. Quả mận này, em nhìn này, mận to vãi trưởng luôn. Đây, cho gần sát cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn quả mận chưa? To. Đây là mận Bắc Hà nhá. Đang vào chính vụ. Mận này khá là rẻ. Mình vừa hỏi trong chợ thì mận nó nhiều giá. Kiểu nó rôn rốt, nó giòn, nhưng mà nó vẫn có độ giòn đấy. Ngon. Đúng là ăn quả mận nó đã đời. Mận này mọi người có thể làm mận nộm với rau tía thô á, ở trên bảng có ngon á. Mận mình chấm với là bột ớt. Ăn cay rồi làm tí mận nữa, phê. Ngon á, nhiều nước. Là quả chua đấy nhỉ, có quả nó rôn rốt, có quả nó chua. Nó vẫn là đầu vụ mà chưa phải chính vụ. Bây giờ mình tiếp tục dã hết bát phở này, sau đó thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Nếu các bạn thấy thích hay thì hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nha. Ok, bye bye các bạn nha. Bye bye.